Hàng đầu của châu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và bạn đi một thời gian đã khá lâu thì ở cửa hàng chúng em đã sửa chữa và trang trí lại cửa hàng để đem lại cho các bác những trải nghiệm khi đến cửa hàng chúng em tham quan cũng như tham khảo về chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác thuộc dòng Vibor, sổ kiểu dáng năm bồ leon đến từ thương hiệu S-Line, là một thương hiệu khá là nổi tiếng của những chiếc đồng hồ tủ đứng của Mỹ và cũng như là một thương hiệu hàng đầu của những chiếc đồng hồ tủ đứng. Và chiếc đồng hồ Vibor sổ kiểu dáng năm bồ leon đến từ thương hiệu S-Line này được sản xuất năm 1970, made in Germany. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác là một chiếc đồng hồ được sản xuất dành riêng cho thị trường Đức. Và đây là một bộ đồng hồ để bàn tên tuổi, khẳng định thương hiệu tại thị trường ở Đức. Và chiếc đồng hồ Vibor S-Line kích thước tổng thể với chiều cao là 29cm, bề ngang là 46cm, bề dày là 16.5cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sờ máy chính hãng Frank Hermel 3 lỗ hoạt động ba lăng, chạy tuần lên dây, sổ 8 gông, 8 búa, 3 bài nhạc. Rồi, chiếc đồng hồ đặc biệt của hãng S-Line là một phiên bản được sản xuất dành riêng cho thị trường Đức. Và phần ngoại thất tổng thể của chiếc đồng hồ này thì như các bác có thể thấy được, sử dụng tông màu gỗ nâu sậm, thiết kế với kiểu dáng bắt mắt, đẹp các bác. Phần đầu đây được uốn cong, đây các bác, phần chỉ kéo từ bên hông lên phần đầu này rất là đẹp, tạo hình sang trọng, bắt mắt các bác. Và phần thân được trang bị là hai cái bờ gỗ nổi, hai bờ gỗ nổi này được cứng một lớp gỗ nung, rất là đẹp các bác. Và hai bờ gỗ này sẽ làm nổi bật hơn cho phần mặt số. Và ở phần chân thiết kế một đường chỉ hoa văn chạy dọc bên hông này đến phần mặt trước, rất là tinh tế các bác. Và ở phía dưới chân này được trang bị là bốn góc, là bốn nút đồng, đây các bác, rất là sang trọng luôn các bác, rất đẹp. Và ở phần mặt số chiếc đồng hồ này, đây, chiếc mặt số rất là sang trọng, thiết kế rất là hào nhoáng các bác. Và phần cửa kính của phần mặt số này được trang bị là phần cửa kính mo riêng nguyên bản chiếc đồng hồ. Và phần khung được mạ vàng, đây, và được chặt góc các bác. Đồng hồ Vibor phần mặt số rất đẹp, phần mặt số được thiết kế ánh kim rất sang trọng và tinh tế. Mặt số là sở hữu là 12 chữ số học trò mạ vàng, những chữ số nổi các bác, xen kẽ với đó những hoa văn chi tiết tạo cho phần mặt số này cực kỳ cầu kỳ và bắt mắt. Vậy thì các bác nhìn vào phần mặt số này sẽ tương tự những chiếc mặt số của đồng hồ tủ đứng, khá là sang trọng. Và phía bên đây là cần công tắc chỉ nghệ bao gồm được 3 bài nhạc Whittington, St. Michael và Westminster. Phía trên là cần công tắc Silent. Ở
phần lồng giữa của chiếc đồng hồ này được trang bị những hoa văn tinh xảo, lấy cảm hứng từ loài hoa lan tây acastus rất đẹp. Phần kim được trang bị là kim hoa văn khá là cầu kỳ, rất đẹp các bác. Phần mặt số này, khi mà em di chuyển qua bên phía bên phải bên trái, phần mặt số này sẽ có những ánh sáng này. Do phần mặt số này được thiết kế ánh kim rất là sang trọng bắt mắt các bác này, rất đẹp. Này, em sẽ cho các bác xem phần ngoại thất tổng thể một lần nữa của chiếc đồng hồ vai bò kiểu dáng Nam Bồ Lê Ông. Chiếc đồng hồ được hãng S-Line thiết kế rất là ấn tượng, rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Và bây giờ em sẽ chuyển nhạc, đồng thời em sẽ quay phần máy để các bác xem được phần búa gõ vào gông. Âm thanh của chiếc đồng hồ vai bò với kiểu dáng Nam Bồ Lê Ông được thương hiệu S-Line rất hay các bác. Và chiếc đồng hồ vai bò được thương hiệu S-Line với kiểu dáng Nam Bồ Lê Ông sang trọng được sản xuất dành riêng cho thị trường Đức. Ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 10 triệu. Với mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về máy móc tại cửa hàng.
Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909255303 hoặc các bác địa chỉ ngay ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video và nhấn nút like và đăng ký kênh để em phát triển và làm thêm nhiều những clip hay các bác xem. Cảm ơn các bác.